Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có chứa 75 bao móng giò lợn, có tổng trọng lượng 1.500 kg. Toàn bộ số hàng hóa này đang có hiện tượng chảy nước, biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối. Trên bao bì không có nhãn mác, hạn sử dụng, đặc biệt là không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển của cơ quan thú y hay các giấy tờ có liên quan đến hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ phương tiện và toàn bộ hàng hóa nêu trên, tiếp tục thẩm tra, xác minh làm rõ các tình tiết liên quan, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.